Kiều xin chào cả nhà của mình nha. Kiều đang hiện tại đang là giám đốc chi nhánh của mỹ phẩm Thiên Nhiên Linh Hương. Cả nhà của mình ơi, cả nhà của mình khi mà mở kênh YouTube của em Kiều nhớ là ấn đăng ký một dấu đăng ký để ủng hộ kênh YouTube của em Kiều nha. Để mình được xem rất là nhiều video sản phẩm chính hãng của Linh Hương. Zalo của Kiều là 0977761748. Có rất là nhiều chị gặp tình trạng da như thế này. Đó, nổi mẩn đỏ hoặc là da của chị là bị kích ứng, bị nhiễm corticoid, không sử dụng được kem, hoặc là cứ xài kem lên là da của mình nó bị ngứa, bị sần lên mà chị rất là sợ, và sau đó là chị không dùng kem, dẫn đến là bị lão hóa nè, sạm nè, nám nè, tàn nhang nè, và da của mình nó sẽ xấu luôn. Hôm nay Kiều sẽ giới thiệu cho nhà mình một cái em siêu phẩm, mà nhà mình dùng cái em này xong thì da mình nó sẽ phục hồi và mình sẽ sử dụng được tất cả các loại kem luôn. Đó, nếu như mà mình phục hồi xong có thể sử dụng kem của Linh Hương của em Kiều luôn nha. Đây, trên tay em Kiều đang cầm một cái em serum. Serum này dành cho các chị em nào mà da đang bị hư tổn, da đang bị sần sùi, hư da do nhiễm corticoid, do xài kem trộn nè, hoặc là da của mình mà đang bị ngứa đó, bị nổi mẩn, rất là nhạy cảm luôn, không sử dụng được kem. Đây, xài cái detox này cho em nha, phục hồi tái tạo làn da. Tái tạo ở đây là nó sẽ giúp cho nhà mình đó là da nó sẽ khỏe dần lên chứ không phải là bị lột tẩy nha. Đó, cho nên là đây là dạng serum xài cho da của mình nó khỏe hơn. Đó, nó loại bỏ đi những cái độc tố cho làn da. Mà cái em này mọi người thấy cái hộp nó xịn sò không? Hàng chính hãng của Linh Hương luôn, em Kiều bảo hành và bán giá rất là mềm cho các chị nào đang gặp tình trạng da bị hư tổn. Đó, và cái em này nè mọi người, em này là nhà mình dùng được rất là lâu luôn. Sáng dùng một lần và tối dùng một lần cho em Kiều. Đây, đó, cái lọ serum này cực kỳ xịn sò luôn. Khi mà các tình yêu nhà mình xài cái lọ serum này là nó sẽ giúp cho mọi người đào thải độc tố da, da của mình nó sẽ dịu nhẹ lại. Da nào mà đang gặp tình trạng như là sần sần hay là bị mẩn đỏ gì đó, đó, bị kích ứng sản phẩm gì đó, đó, thì mua cái em này cho em Kiều. Đẹp lắm luôn. Do là cái lọ này nó bằng sành đó mọi người, cho nên là công ty làm cái vỏ mút nó dày, vận chuyển nó không có bị nứt hoặc là nó bị bể hoặc là nó bị chảy cái tinh chất ra bên ngoài, cho nên là nó hơi bị khó lấy. Tuy nhiên khi mà mọi người lấy ra, cả nhà của mình lấy ra, mấy chị lấy ra rồi á, thì mấy chị để trong cái góc tủ xài đó. Hàng còn chị nào mà dùng cái lực mạnh nó phía đằng tay như thế này đẩy cái serum ra trước là ok ha. Đây serum này mấy chị, con này thì mấy chị xài lên da của mình nó mát lạnh thôi và nó căng ha, nó giúp cho da của mình nó dịu nhẹ cái làn da của mình lại. Đây em Kiều sẽ dùng luôn, một ngày mấy chị dùng cho em cái serum này 2 lần cho em Kiều nha. Đó, serum này mọi người thoa lên và ngủ thức dậy, da nó căng mịn. Đó, nó căng mịn cho mấy chị luôn, và dần dần những cái vết sần hoặc là những cái da của mình nó gặp tình trạng mà da xấu đó, nó sẽ phục hồi cho mấy chị luôn. Chị nào bị nặng thì xài 1 đến 2 chai cho em, 2 chai cho em. Còn mấy chị mà bị hơi thôi thì xài 1 chai một à. Đó, và nhiều khi mấy chị lại còn hỏi em mua để xài hàng ngày nữa, vì xài cái này nó im lắm mấy chị. Đó, nó vừa xe khít lỗ chân lông, da của mình nó mướt, nó mịn mà nó căng hơn, nó phục hồi cái làn da của mình lại. Đó, cho nên là cái serum này mấy chị đừng nên tiếc tiền. Mấy chị tiếc tiền mấy chị mua những loại mỹ phẩm khác mấy chị về xài không được, còn bỏ tiền nhiều hơn mấy chị mua cái chai serum của bên em Kiều luôn. Hàng chính hãng của Linh Hương em Kiều có bảo hành cho cả nhà của mình luôn. Cho nên là mấy chị nào mà đang bị da hư tổn, da bị sần sần hay là da bị nổi mẩn đỏ, da bị kích ứng gì đó, đã ngứa ngáy hoặc là nổi sù lên đỏ đó, thì mấy chị dùng cái này cho em, detox serum nha. Detox serum hoặc là da mỏng nổi chỉ máu đó, đặc biệt da mỏng nổi chỉ máu, sử dụng cái em này cho em Kiều. Rồi các tình yêu nhà mình nhớ ấn follow em, tức là đăng ký kênh YouTube của em Kiều. Rồi sau đó nếu như mà mình muốn sử dụng cái này, hàng chính hãng có bảo hành luôn cho mấy chị nha. 0977761748 là số điện thoại của em Kiều nha, giám đốc chi nhánh của mỹ phẩm Thiên Nhiên Linh Hương. Đó, chuyên phân phối hàng chuẩn, mấy chị có thể mua 2 hộp luôn giá sỉ, mua 2 hộp giá sỉ nha. Chị em nào mà đang muốn mua chung hay là mua tặng người thân mình một hộp, người thân mình một hộp, hoặc là rủ bạn bè mua chung, em Kiều bán giá sỉ cho nhà mình luôn nha. Em Kiều xin chào cả nhà của mình đã xem kênh YouTube của em Kiều nha. Bye bye.